lệnh nói trên là ngày quản lý người nhiễm Covid. Tuổi Xuân. Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc sâm nhung bổ thận trung ương 3, trị chứng thận thận yếu cho bố mẹ đây. Sâm nhung bổ thận trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hưu, và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ. Sâm nhung bổ thận trung ương 3 là thuốc, không phải thực phẩm chức năng. Đọc kỹ dẫn sử dụng trước khi dùng. Ta bên nhau đi muôn nơi, đi khắp đất trời, đi đến biệt thự hương sẽ sắc nhanh thành. Vị trí độc tôn bên bạch thủy đầm sen, đón đầu du lịch ven đô Hà Nội. Mùa hương sen ngày hôm nay yêu nay không ngờ, vị trí tâm mệnh khoang nông đất Phú Thọ. Biệt thự cao cấp riêng dành giới thượng lưu, tại quần thê vườn vua. Các nhà đầu tư thông thái lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Biệt thự tự xây nằm trong quần thể khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng 8 trong 1, lớn nhất khu vực ven đô Hà Nội với chính sách đặc biệt. Mua biệt thự tặng kèm mặt nước, số lượng hữu hạn chỉ có tại Vườn Vua Resort and Villas. Biệt thự Hương Sen, tiên phong cho dòng bất động sản tiến vua. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Senland Hotline 0856 199 688. Chuyên môn hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà. Những người nhiễm Covid-19 được điều trị tại nhà là người nhiễm Covid-19 được khẳng định dương tính bằng xét nghiệm real-time PCR hoặc test nhanh kháng nguyên, không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi. Không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở dưới 20 lần một phút, SpO2 trên 96% khi thở khí trời. Không có thở bất thường như thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, thở khò khè, thở rít khi hít vào. Những người nhiễm Covid-19 được điều trị tại nhà cần đáp ứng thêm tối thiểu một trong hai tiêu chí sau: đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine phòng Covid-19 sau 14 ngày, hoặc có đủ 3 yếu tố sau: 1. Trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi. 2. Không có bệnh nền. 3. Không đang mang thai. Những người nhiễm Covid-19 được điều trị tại nhà cần đáp ứng yêu cầu: 1. Là có thể tự chăm sóc bản thân như ăn uống, tắm rửa, giặt quần áo, vệ sinh. 2. Là có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi, giám sát và khi có tình trạng cấp cứu, có khả năng giao tiếp và sẵn có phương tiện liên lạc như điện thoại, máy tính. Trường hợp người nhiễm COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí trên. Bạn có biết trong một thập kỷ từ 2010 đến 2020 đã có hàng nghìn loài động thực vật đã được gọi tên? Nhiều giải pháp bảo tồn động thực vật hoang dã đã được áp dụng trên cả nước nhờ những nỗ lực của các nhà khoa học, các tổ chức cá nhân làm việc trong lĩnh vực bảo tồn, góp phần làm giàu dữ liệu đa dạng sinh học của Việt Nam và giữ gìn tài nguyên vô giá này. Trong đó, 12 tổ chức cá nhân đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường vinh danh vì có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn các loài hoang dã giai đoạn 2010-2020. Thank you.
Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ của tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Tĩnh phải cùng Nghệ An, Thanh Hóa tạo nên một cực tăng trưởng mới về công nghiệp. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội đang quá tải. 88 dự án trong khu công nghệ cao ở thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 48.000 lao động đã khôi phục lại 100% hoạt động. Trong phần tin quốc tế, hội nghị ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 kết thúc với một tuyên bố chung, trong đó cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Nga tấn công Ukraine. Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa liên bang tại bang Kentucky sau trận bão và lốc xoáy chưa từng có khiến hơn 100 người thiệt mạng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về kết quả năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 trong bối cảnh khắc phục hậu quả nặng nề từ thiên tai năm 2020 và tác động mạnh của đại dịch Covid-19. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước mong muốn Hà Tĩnh phải cùng Nghệ An, Thanh Hóa tạo nên một cực tăng trưởng mới về công nghiệp cả nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, năm nay kinh tế Hà Tĩnh ước tăng trưởng trên 5%, xếp thứ 32 trong số 63 tỉnh thành phố và đứng thứ 4 trong khu vực Bắc Trung Bộ. Xuất khẩu ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 66,7%. Thu ngân sách dự kiến cả năm đạt 16.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 65,2 triệu đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm qua Đảng bộ chính quyền tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của kinh tế xã hội như tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, xuất khẩu tăng đột biến, văn hóa và an sinh xã hội được quan tâm, trong đó đã huy động được hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà kiên cố cho gia đình khó khăn cũng như nhà phúc lợi cho người dân. Tỉnh đã xây dựng được 3.500 nhà cho người nghèo. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị. Thì các ông chỉ biết là Hà Tĩnh của chúng ta thì một cái tỉnh mà có giá trị truyền thống, nhân văn, cách mạng, lợi thế tự nhiên và đặc biệt lợi thế của con người là những nền tảng khó nơi nào có được, kể cả kinh tế và văn hóa. Thành muốn nói về chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định sự coi trọng quan hệ Việt Nam Hàn Quốc trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc năm 2022. Trong đó có việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên một giai đoạn phát triển mới trong 30 năm tiếp theo. Trong không khí cởi mở, chân thành, Chủ tịch Quốc hội hai nước bày tỏ vui mừng trước những phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk đã trao đổi sâu rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực và nhất trí một số biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Hai bên ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, khẳng định coi trọng quan hệ giữa hai nước và hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc năm 2022. Nhất trí, Quốc hội hai nước cùng chính phủ, chính đảng và nhân dân hai nước triển khai các hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức linh hoạt phù hợp với bối cảnh tình hình mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, trong đó có phát triển xanh, đổi mới sáng tạo. Hai bên nhất trí phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương
lên mức 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023 và 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại, trong đó có tạo điều kiện cho hàng nông thủy hải sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam, nhất là vào các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, phát triển đô thị thông minh và các ngành công nghiệp tương lai, nông nghiệp và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội hai nước đánh giá cao việc duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, cùng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phòng chống tội phạm, khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Trong lĩnh vực hợp tác lao động, Chủ tịch Quốc hội Park Byung-suk và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí tiếp tục mở rộng ngành nghề tiếp nhận lao động có trình độ chuyên môn và các ngành nghề mới mà Hàn Quốc có nhu cầu tiếp nhận, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực việc làm, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực lao động thời vụ, lao động kỳ nghỉ. Tiếp nhận số lao động Việt Nam đã được chọn từ năm 2020 theo chương trình EPS, chương trình hệ thống làm việc. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, tăng cường hợp tác nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc điều trị COVID-19 và trang thiết bị y tế phục vụ trực tiếp công tác phòng chống dịch, nâng cao năng lực y tế, hỗ trợ Việt Nam xây dựng dự án Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Việt Nam bằng nguồn vốn EDCF, tiếp tục thúc đẩy hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực là thế mạnh của Hàn Quốc như là ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế, bảo hiểm y tế, du lịch y tế, dược phẩm, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm, đào tạo nguồn nhân lực y tế. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ Việt Nam làm tốt vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024, tiếp tục ủng hộ và chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết tranh chấp trên biển bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa quốc hội hai nước, mong muốn phát triển quan hệ giữa hai quốc hội trở thành hình mẫu hợp tác nghị viện với việc lập ra các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ trẻ, triển khai hiệu quả thực chất thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội ký năm 2013. Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Tổng thống và Thủ tướng Hàn Quốc. Trước đó, chiều nay tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk đã cùng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc nêu rõ là đối tác chiến lược của Việt Nam, Hàn Quốc ủng hộ tầm nhìn và tiềm năng phát triển của Việt Nam. Những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian gần đây trên phạm vi toàn cầu khiến kinh tế Việt Nam, Hàn Quốc và doanh nghiệp hai nước gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc tin rằng khi Việt Nam và Hàn Quốc gắn kết với nhau, hai nước có thể vượt qua mọi khó khăn thử thách, đồng thời nhấn mạnh diễn đàn hôm nay sẽ trở thành đòn bẩy tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước và là bước đệm cho kỳ tích sông Hồng trong thế kỷ thứ 21. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam là cơ hội đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chính phủ, các bộ ngành và địa phương hai nước ký kết một số hiệp định thỏa thuận hợp tác quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng trong chuỗi kinh tế toàn cầu và chuỗi giao lưu hàng hóa toàn cầu thì mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đóng vai trò rất quan trọng, góp phần để quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, bền vững. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch là một trong những trụ cột của quan hệ song phương. Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng của Hàn Quốc, không chỉ ở phương diện song phương mà còn cả trong khu vực ASEAN. Trao đổi thương mại Việt Nam-Hàn Quốc hàng năm chiếm khoảng 50% tổng giá trị trao đổi thương mại Hàn Quốc-ASEAN. Đối với Việt Nam, Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là đối tác trọng tâm của chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc. Đại dịch COVID-19 trong 2 năm vừa qua đã tác động tới cả hai nước, nhưng với Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc, Hiệp định RCEP đã được ký kết. Hiệp định về bảo hiểm xã hội được ký nhân chuyến thăm chính thức lần này và với rất nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký với các nước như CPTPP, EVFTA, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng không gian và dư địa để phát huy mạnh mẽ các kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc vẫn còn nhiều.
thông báo với các doanh nghiệp Hàn Quốc về tình hình Việt Nam, những kết quả quan trọng về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn đang rất ổn định, lạm phát thấp nhất từ năm 2016 đến nay. Các chỉ số của nền kinh tế những tháng gần đây liên tục khởi sắc. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đang xây dựng chương trình tổng thể về phòng chống dịch COVID-19 theo chiến lược thích ứng, linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đầu năm 2022, Việt Nam sẽ thí điểm mở lại các đường bay quốc tế, trong đó có điểm đến quan trọng là Seoul. Việt Nam cũng đang thúc đẩy cùng với các nước công nhận hộ chiếu vaccine để nối lại giao thương và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi lại, hợp tác, làm ăn. Vừa qua đã có rất nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc chọn Việt Nam như một điểm đến, một quê hương thứ hai, vì hai đất nước, hai dân tộc vốn có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử, chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược trong hợp tác song phương cũng như hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Quốc hội Việt Nam khẳng định ủng hộ nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phấn đấu đến năm 2023, riêng về thương mại sẽ đạt mốc 100 tỷ đô la Mỹ theo hướng ngày càng cân bằng và đến năm 2030, phấn đấu đạt mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ. Tuy là dịch bệnh hiện nay thì đang rất là khó khăn. Việt Nam thì có câu là hết mưa thì trời chắc chắn phải sáng. Thế còn các bạn Hàn Quốc thì cũng có cái câu là sau cơn mưa đất thì sẽ sáng chắc hơn. Chúng tôi tin rằng là trong cái lúc khó khăn như ngày Chủ tịch Quách Viên Sơn cũng vừa nói, là anh em là bạn bè thì càng lúc khó khăn chúng ta càng đến với nhau hơn. Và trong một cái điều kiện của cái thế giới đang biến động một cách rất là nhanh chóng và nhiều yếu tố rất là khó lường, chúng tôi đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu đề ra trong chương trình hành động 5 năm 2016-2021. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, quan tâm đến công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ là trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan đơn vị trong toàn quân. Tin tưởng rằng với sự quan tâm đó cùng với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, cán bộ hội, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể hội viên phụ nữ, chào bác nhé. Phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong quân đội sẽ có bước tiến bộ và giành được thành tích xuất sắc hơn, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng. Nhớ là em làm gì đã có người yêu, em đang còn đang ế. Thì người nhiễm SARS-CoV-2 là nhẹ, không triệu chứng, có thể điều trị tại nhà, có thể điều trị tại trạm y tế lưu động, tại các cơ sở thu dung tuyến thành phố. Với tầng 2 thì người bệnh có thể điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện và các bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố. Và tầng 3 thì điều trị tại bệnh viện hạng 1 và các bệnh viện tuyến trung ương. Phát hiện những bệnh nhân chuyển tầng cũng như là bệnh nhân ở tầng 2, tầng 3 đưa lên các cơ sở y tế phù hợp để mà tránh cái quá tải cho tuyến trên, ưu tiên điều trị những bệnh nhân nặng, nguy kịch và những bệnh nhân có những cái bệnh lý nền. Và chúng tôi cũng đã quán triệt trong các cơ sở y tế là các bệnh viện tuyến trên thì không tiếp nhận những bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng để mà giảm tải cho hệ thống. Theo các chuyên gia, thành phố Hà Nội cần tháo gỡ những bất cập hiện nay, đó là vẫn còn nghịch lý khi F1 đi cách ly tập trung trong khi F0 được theo dõi tại nhà, nhất là khi ước tính trung bình cứ 100 F1 thì chỉ có 7 đến 10 người thành F0. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ứng phó COVID-19, yêu cầu các trường tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ trực tiếp với học sinh lớp 1 và 2. Việc kiểm tra trực tiếp nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập và tăng cường trách nhiệm quản lý của các cấp. Các trường sẽ lên kế hoạch chi tiết, họp phụ huynh để phổ biến hướng dẫn. Bộ hướng dẫn chia nhỏ cho học sinh mỗi lớp để ôn tập, bổ sung kiến thức, định hướng nội dung cốt lõi trước khi làm bài kiểm tra. Tuy vậy, trong trường hợp bất khả kháng, nếu học sinh không thể đến lớp, các trường vẫn có thể thi trực tuyến, nhưng phải báo cáo phòng giáo dục để phê duyệt các điều kiện. Các lớp 3, 4, 5 có thể triển khai bài thi cuối kỳ 1 bằng cách trực tiếp hoặc trực tuyến. Các môn kiểm tra gồm tiếng Việt, toán, khoa học, lịch sử và địa lý, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay, học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online. Hầu hết học sinh đều rất phấn khởi khi được trở lại trường gặp bạn bè và thầy cô, cũng như có thể tiếp thu kiến thức trực tiếp. Các trường siết chặt biện pháp phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cùng Sở Y tế tổ chức các đoàn đi kiểm tra tình hình đi học trực tiếp tại một số trường học trên địa bàn. Qua đánh giá nhanh, các trường đều chuẩn bị khá tốt,
nhất là việc kiểm tra đi vào trường, đo thân nhiệt, khai báo y tế. Sở Y tế cũng sẽ sẵn sàng phối hợp với các trường để tiến hành đánh giá, góp ý các phương án đảm bảo an toàn tại trường học. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, các trường đã lên kế hoạch chuẩn bị cho học sinh đi học trực tiếp rất kỹ. Hiện trong 2 tuần thí điểm dạy và học trực tiếp, các trường sẽ không đặt nặng vấn đề triển khai học tập nội dung kiến thức mà tạo cho việc đi học lại trở thành nề nếp an toàn để phụ huynh yên tâm. Hàng ngày Sở Giáo dục và Sở Y tế sẽ thu nhận các cái thông tin để mà có tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố. Sau 2 tuần thí điểm thì sẽ có cái kế hoạch mở dần lại tất cả các cái lớp học hoặc là cho toàn bộ học sinh đi học lại. Trở lại trường trong trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh, cả nhà trường, phụ huynh và học sinh chủ động tuân thủ các nguyên tắc an toàn phòng dịch, đặc biệt là 5K và chuẩn bị sẵn các tình huống khi có các trường hợp không may xảy ra. Phúc Long ơi, rắn à. Thông tin trung thực, tiếp cận đa chiều, 30 phút cùng VOV2, cuộc sống trong tay bạn. Chuyện hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2020 đã có 1,3 triệu người mất việc làm, trong đó đa phần đều là những người trong độ tuổi lao động. Không có việc làm khiến đời sống công nhân gặp nhiều khó khăn, nên không ít người lao động đã chọn nhận hưởng bảo hiểm xã hội một lần để trang trải cuộc sống. Và trong năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, số người thiếu việc làm cũng tăng hơn năm ngoái. Vậy làm sao để người lao động không rút bảo hiểm xã hội một lần? Đây cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi trong tiết mục chuyện hôm nay. Bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Thu Hà và vị khách mời của chương trình. À vâng, xin cảm ơn anh Quyết Thắng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình là ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. À vâng, xin chào ông. Vâng, xin chào biên tập viên Thu Hà và quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. À vâng, trước khi đến với cuộc trao đổi thì mời ông Lê Đình Quảng cùng quý thính giả nghe biên tập viên chương trình đã tổng hợp một vài con số. Giai đoạn 2014-2019 đã giải quyết cho gần 3,7 triệu người nhận bảo hiểm xã hội một lần. Bình quân, mỗi năm có hơn 600.000 người nhận bảo hiểm xã hội một lần, tương đương với số người tham gia mới bảo hiểm xã hội trong năm. Tính đến hết tháng 11 năm 2021, cả nước có hơn 791.300 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm nay và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. À vâng, thưa ông Lê Đình Quảng, như ông cũng đã biết thì dịch COVID-19 đã làm rất nhiều người lao động bị mất việc làm. Và trước những số liệu ở nêu trên về tình hình nhận bảo hiểm xã hội một lần của người lao động thì ông có suy nghĩ gì ạ? Vâng. Chúng ta biết rằng chế độ bảo hiểm xã hội một lần là một cái chế độ được quy định trong luật bảo hiểm xã hội năm 2014 nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu cấp bách của một bộ phận người lao động mất việc làm, cuộc sống còn gặp khó khăn để bảo đảm ổn định cuộc sống cho họ. Tuy nhiên, tình trạng số người hưởng cái bảo hiểm xã hội một lần nhiều và có xu hướng gia tăng như cái phóng sự vừa rồi là vấn đề mà chúng ta hết sức lo ngại. Bởi vì tình trạng như vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động cũng như cái nỗ lực và quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo đảm an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân như nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đã xác định. Vâng, như vậy thì cái quyền lợi của người lao động khi nhận bảo hiểm xã hội một lần thì không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng rất lớn đến xã hội. Từ đầu năm đến nay thì Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị giải quyết cho người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần lớn nhất cả nước. Chúng tôi đã phỏng vấn ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, và mời ông Lê Đình Quảng cùng quý thính giả cùng nghe. Thưa ông ạ, từ đầu năm đến nay thì Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cho bao nhiêu đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần ạ? Từ đầu năm đến nay thì Bảo hiểm thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết cho 12.580 hồ sơ. Chúng ta bảo hiểm cho một lần hơn 4.550 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2020. Vậy theo nhìn nhận của ông thì những người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là những đối tượng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội như thế nào ạ? Thống kê sơ bộ của Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh thì những cái người chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần
đa phần là những lao động còn trẻ, thời gian đóng bảo hiểm xã hội không nhiều, khoảng 10 năm trở lại. Và ở ngành nghề nào thưa ông? Thường là người được bảo hiểm xã hội một lần là công nhân làm trong các ngành nghề như may, mặc, da, giày, một số lĩnh vực khác. Thưa ông, vì sao họ lại hưởng bảo hiểm xã hội một lần ạ? Có nhiều nguyên nhân ạ. Nhưng theo bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh thì có 3 cái nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái thói quen của người lao động. Người ta xem cái nhận bảo hiểm xã hội một lần là một cái khoản thu nhập sau khi nghỉ việc, chứ họ chưa nhận thức được tiền đóng bảo hiểm xã hội là một khoản tích lũy để sử dụng khi về già. Thứ hai là đa số người hưởng một lần là lao động trẻ, nên cái quy định đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu là 20 năm. Chưa kể hiện nay là cái tuổi hưởng lương hưu được nâng theo lộ trình. Người lao động người ta cảm thấy rằng cái việc hưởng lương hưu của họ khó đạt được, do đó là họ chọn hưởng cái bảo hiểm xã hội. Một cái nguyên nhân mang tính khách quan là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cho nên hầu hết các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn phố gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Tác động của dịch bệnh đã khiến cho nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, thu hẹp sản xuất, cho người lao động nghỉ việc. Chính vì vậy người lao động thì không có một cái khoản thu nhập, mặc dù được nhà nước hỗ trợ thông qua những chính sách, tuy nhiên cũng không giải quyết được cái khó khăn trước mắt, cho nên họ chọn được bảo hiểm xã hội. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. À, vâng, thưa ông Lê Đình Quảng, ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã cho rằng là có 3 nguyên nhân chính dẫn đến cái việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần, và ông có cho rằng là còn có lý do gì khác nữa hay không ạ? Thứ nhất là tôi rất là đồng tình với cái nhận định của ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu lên 3 cái nguyên nhân. Theo tôi thì cái nguyên nhân đầu tiên quan trọng nhất phải kể đến điều kiện thu nhập. Đời sống của người lao động hiện nay còn quá khó khăn. Hầu hết thì người lao động là ráo mồ hôi là hết tiền. Do không có cái tích lũy nên khi phải nghỉ việc thì hầu hết người lao động buộc phải lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một cái khoản tiền lo cho sinh sống, sinh hoạt trước mắt. Đây là một cái sự lựa chọn mà không phải người lao động nào cũng mong muốn, nhưng mà do điều kiện phải bắt buộc. Ngoài ra thì những cái nguyên nhân của ông Hà đã nói, tôi cũng thừa nhận rằng trong hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay của chúng ta cũng chưa thực sự hấp dẫn, chưa linh hoạt nên chưa thu hút được đông đảo người lao động gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm xã hội. Ngoài ra chúng ta phải kể đến một số cái nguyên nhân khác, như do người lao động thì không được nắm rõ các cái quy định và lợi ích của các cái chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có các cái chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí tự túc và bảo hiểm xã hội một lần, cho nên là họ không còn cái hành xử phù hợp với cái lợi ích của mình. Trong lúc đó thì công tác tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách của chúng ta về bảo hiểm xã hội thì còn có nhiều cái bất cập, tạo ra nhiều cái nguyên nhân và dẫn đến cái tình trạng người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần. Và còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa đúng không ạ? Và tại dự án nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân gọi tắt là ECAO do Liên minh châu Âu tài trợ, với đối tượng nghiên cứu thực địa là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp thuộc hai ngành là may và điện tử tại 9 khu công nghiệp trên toàn quốc vừa qua, cho thấy có hơn 61% công nhân cho rằng là sẽ nhận bảo hiểm xã hội một lần, trong đó có 56,7% công nhân ở miền Bắc có ý định nhận bảo hiểm xã hội một lần, thấp hơn so với 63,3% công nhân ở miền Trung và 63,5% công nhân ở miền Nam. Và đối với công nhân ở điện tử và công nhân may, tỷ lệ này là 59,8% và 62,5%. Vậy thì có phải là do vùng miền hay là ngành nghề đã khiến họ có suy nghĩ và hành động là nhận bảo hiểm xã hội một lần hay không thưa ông? Chúng tôi nghĩ rằng cái số liệu mà chúng ta đã khảo sát đây là thể hiện một rất là khách quan. Trong cái quá trình hoạt động của chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà nhận cái hưởng bảo hiểm xã hội một lần đó cũng gắn liền với cái văn hóa vùng miền. Thứ hai là đặc biệt là gắn liền với cái điều kiện lao động của các cái ngành nghề. Chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cái ngành nghề mà có cái điều kiện lao động khắc nghiệt, khó khăn thì có thể nói là cái giữ chân và đảm bảo cái lao động bền vững với gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp thì khó khăn hơn. Cho nên những người mà có cái khả năng
có cái công việc mà không ổn định, không duy trì được bền vững thì cái xu hướng rút bảo hiểm xã hội một lần càng cao. Và những cái ngành nghề mà có thu nhập, có điều kiện lao động tốt thì thường là người ta gắn bó lâu dài, cho nên là ít có cái trường hợp và nhận bảo hiểm một lần hơn so với các cái ngành nghề mà có các cái công việc và điều kiện làm việc khắc nghiệt, hoặc là không có những cái thu nhập đời sống có những cái khó khăn, thì có thể nói là cái tỷ lệ này nó cao hơn, như phản ánh của cái khảo sát là hoàn toàn chính xác. Vâng, và tôi cũng rất đồng tình với ông, tại vì thực tế chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một số người nhận bảo hiểm xã hội một lần, và mời ông cùng quý thính giả cùng nghe. Bây giờ trích tiền lương của chồng ra để đóng thì chi tiêu sinh hoạt gia đình sẽ bị giảm đi. Em thôi quyết định là xin rút về một lần, tham khảo rồi. Bây giờ mình thanh toán một lần rồi, bây giờ mình trả ra không đồng nào kệ, thế là hết. Chồng chị thì mất rồi, chị giờ chị một thân một mình, chị phải tự lo cho mình, để cả lúc ốm, lúc đau, lúc cháy nắng giờ rồi, lúc này, lúc khác là no. Bây giờ mới đóng được mấy năm thì bao giờ được hưởng lương hưu, thanh toán một lần được bao nhiêu thì được. Và theo tính toán của cơ quan chức năng thì cứ 2 người tham gia mới bảo hiểm xã hội thì có 1 người rời khỏi hệ thống. Và những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận có thể thấy là người lao động cũng phần nào hiểu được không có lương hưu sẽ vất vả như thế nào. Thế nhưng mà không biết rằng bao giờ họ mới được hưởng chính sách. Vì theo quy định hiện hành thì người lao động muốn hưởng chế độ hưu trí phải có ít nhất là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi thì mới được nghỉ hưu. Vậy đây có phải là cản trở khiến họ không mặn mà và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi về già hay không thưa ông? Tôi nghĩ đấy cũng là một trong nguyên nhân rất là quan trọng dẫn đến cái tình trạng người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng cao như hiện nay. Bởi vì chúng ta biết rằng theo quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động muốn hưởng chế độ hưu trí phải có ít nhất 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và phải đảm bảo tuổi đời theo quy định. Và chúng ta biết rằng là như cái thông tin mà của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa cung cấp thì đa số những cái người lao động mà nhận bảo hiểm xã hội một lần là những cái người mà còn trẻ, cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 10 năm. Vì vậy nếu mà những cái người này để mà hưởng được cái chế độ hưu trí á, thì họ phải chờ đợi rất là lâu. Vì vậy họ mong muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần để đáp ứng được nhu cầu trước mắt. Chính vì cái bất cập này, vì vậy trong cái dự án sửa đổi luật bảo hiểm sắp tới á, thì cái nội dung điều kiện hưởng hưu trí đã được đề xuất sửa đổi theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng cái chế độ hưu trí là từ 20 năm xuống còn 15 năm và hướng tới còn 10 năm với cái mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Thì đấy cũng là một trong những giải pháp để chúng ta khắc phục được cái tình trạng mà người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng cao. Dạ vâng, tôi còn nhớ là đã có một thời kỳ người lao động nghỉ việc hưởng chế độ một lần theo quyết định số 176 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng. Tới nay khi tuổi đã cao, không có lương hưu, họ muốn nộp lại số tiền đã nhận để chuyển sang hưởng hưu trí thì cũng khó có thể làm được. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận được một vài ý kiến về việc này ạ. Năm 1990 tôi về 176 thì cho tôi được một cái tủ mấy 400.000 đồng. Bây giờ không có chế độ gì nữa. Tôi công tác ở trên Lai Châu ngày trước là 10 năm liên tục, sau tôi chuyển về Vĩnh Lộc Thanh Hóa là công tác được 3 năm nữa là 13 năm, mà tôi về được có mấy đồng ít tuổi mà về từ năm 93. Bọn cô là về theo 176, không có lương lậu của nhà nước, tuổi trẻ thì bảo là tiếc quá thiệt thôi. Mà nộp tiền để không phải chế độ thì đối với những người phải có sức khỏe thôi thì đi làm ra tiền thì mới có tiền cục để nộp. Cho nên bọn cô rất muốn nhưng mà không thể với tới được. Vâng, như tôi cũng đã nói là hiện nay có rất nhiều người muốn trả lại số tiền đã nhận để hưởng lương hưu, nhưng pháp luật về bảo hiểm xã hội lại chưa quy định về trường hợp này. Và đây cũng là một bài học khi hiện nay có không ít người trẻ vẫn muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần, đúng không thưa ông? Vâng, chúng ta thấy rằng là cái bài học về những người hưởng cái chế độ một lần theo cái quyết định 176 là một cái bài học rất là đắt giá cho những người lao động mà chúng ta chỉ nghĩ được trước mắt mà không tính toán đến được cái bài lợi ích lâu dài. Có thể nói chúng tôi đã tiếp cận rất là nhiều cái người mà hưởng cái chế độ này thì hầu hết những người lao động đều có cái ân hận là giá như khi ấy mình có một cái tính toán lâu dài để được hưởng cái chế độ lâu dài thì chắc là thuận lợi hơn trong cái cuộc sống khi về già. Thì đây là một cái bài học rất lớn cho những cái người mà nhận bảo hiểm xã hội một lần hiện nay. Và chúng tôi cũng khẳng định lại rằng là cái pháp luật của chúng ta không có quy định là khi anh nhận bảo hiểm xã hội một lần rồi sau này anh muốn nộp lại thì
để phục hồi lại được. Tuy nhiên pháp luật cũng có cho phép là trong cái trường hợp mà đủ tuổi nghỉ hưu nhưng mà chưa có đủ tuổi đóng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội thì được phép là đóng đủ một lần. Đủ để cái điều kiện nhưng mà tối thiểu là không quá 10 năm, tức là 120 tháng thì được đóng đủ 20 năm thì để hưởng chế độ hưu trí. Thì đây là một cái chế độ mà người lao động cần nắm bắt để mà khi chúng ta mà có cái điều kiện thì tham gia bảo hiểm còn ít thì chúng ta có thể đóng để cái đủ tuổi nghỉ hưu thì có thể đóng cho những cái năm còn thiếu để mà hưởng cái chế độ hưu trí. Vâng, để khi về già đỡ thiệt thòi. Tôi nghĩ rằng là việc rút bảo hiểm xã hội một lần cũng là một cái nhu cầu chính đáng do thực tế khách quan của người lao động mang lại, vì người ta cũng không có tiền như là ông cũng đã nói. Và khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động chỉ được hưởng một phần của việc đóng của mình, trong khi đó bảo hiểm xã hội có cả phần đóng của người lao động và của người sử dụng lao động. Đó là những thiệt thòi khi công nhân hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Và về đấy là về phía bản thân người lao động, còn tác động về mặt xã hội thì sao? Ông có thể phân tích rõ điều này được không ạ? Có thể về tổng thể thì tôi cho rằng là việc người lao động mà nhận bảo hiểm xã hội một lần là đồng nghĩa với việc họ rời bỏ cái hệ thống bảo hiểm xã hội và tự tước bỏ cái quyền lợi của mình liên quan đến việc khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, mất cơ hội hưởng lương hưu khi về già và không được hưởng chế độ tử tuất, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bản thân, gia đình hiện tại và tương lai cũng như chính sách an sinh xã hội chung của nhà nước ta. Theo quy định của pháp luật thì chúng ta biết rằng là hiện nay tổng mức đóng bảo hiểm hưu trí là 22% mức tiền lương tháng, trong đó người lao động đóng chỉ có 8%, người sử dụng lao động đóng 14%. Có nghĩa là tổng mức đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí hàng năm là bằng 2,64 tháng tiền lương. Nếu mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động chỉ được thanh toán bằng 2 tháng tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cho một cái năm tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy khi chúng ta hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mỗi năm người lao động mất đi 0,6 tháng tiền lương mỗi năm. Đó là trước mắt. Còn nếu mà so sánh việc hưởng lương hưu trí hàng tháng với việc nhận bảo hiểm xã hội một lần cùng một khoảng thời gian thì có thể nói bảo hiểm xã hội hưu trí thì hưởng được lợi hơn rất nhiều so với cái hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vì vậy chúng ta phải biết rằng là từ cái lợi ích đấy cho nên người lao động phải thấy rằng là cái việc mà nhận bảo hiểm xã hội một lần vừa chúng ta vừa thiệt thòi trước mắt, vừa lâu dài, vừa cả ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội. Và hiện luật bảo hiểm xã hội quy định là người lao động có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mới được hưởng chế độ hưu trí, nhưng điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần lại quá dễ dàng, chỉ cần nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội một năm là có thể làm nhận bảo hiểm xã hội một lần rồi. Cùng với đó là việc tham gia bảo hiểm xã hội quá dài như ông cũng nói là 20 năm đấy cũng là trở ngại khiến người lao động không mặn mà tiếp xúc tham gia bảo hiểm xã hội, đúng không thưa ông ạ? Và là một người tiếp xúc với cả giới công nhân nhiều thì ông có thể vấn đề, ông có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Có thể nói cái nguyên nhân về pháp luật quy định về cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần cũng như các cái vấn đề liên quan cái chính sách cái bảo hiểm xã hội, có thể nói là chúng tôi thấy rằng là cũng có ý kiến rằng quy định của chúng ta về cái điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn dễ. Đây là một cái quá trình chúng tôi nghĩ rằng là có một cái sự thay đổi đảm bảo cái nhu cầu trước mắt cho người lao động trong những cái trường hợp mà họ bị mất việc làm. Tuy nhiên là bảo hiểm xã hội một lần cũng phải hướng tới chúng ta phải lên tiền lâu dài. Vì vậy trong khi lần sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội lần này cũng có ý kiến là chúng ta cần phải xem xét lại theo cái tinh thần và cái điều 60 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014, chủ nghĩa là chúng ta chỉ giải quyết những cái trường hợp là cho cái bảo hiểm xã hội thực sự là cần thiết để trước mắt. Chứ còn nhiều cái trường hợp khác thì chúng ta phải có cái duy trì để đảm bảo cho họ có một cái chính sách an sinh xã hội lâu dài. Kết hợp với chúng ta phải làm sao sửa cái điều kiện về hưởng lương hưu theo cái linh hoạt rút ngắn thời gian được điều kiện được hưởng chế độ hưu trí thì tạo ra một cái niềm tin và cái điều kiện cho người lao động để duy trì cái tham gia bảo hiểm xã hội lâu dài và tránh được cái tình trạng bảo hiểm xã hội một lần. Như là phần trên ông cũng đã nói là tại nghị quyết số 28 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội thì đã nêu vấn đề rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, trong đó có lộ trình có thể xuống 15 năm, thậm chí là 10 năm
Đề xuất này cũng nhận được ý kiến đồng tình của rất nhiều đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Và nếu luật sửa đổi bổ sung theo hướng này thì đã đáp ứng được điều kiện cần và đủ để níu chân người lao động tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội để sau này hưởng lương hưu hay chưa thưa ông? Chúng tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một trong cái nội dung mà chúng ta phải sửa đổi. Tuy nhiên để giữ chân được cái người lao động thì chúng ta phải sử dụng nhiều cái giải pháp. Như chúng tôi đã nói rằng là cái việc mà người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng cao là do nhiều nguyên nhân, trong đó có quy định của pháp luật. Thế thì mới giải pháp sửa đổi pháp luật ở đây chỉ là trực tiếp là các cái quy định của cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Ngoài ra còn phải gửi các cái chế độ, gửi sửa đổi các cái chế độ bảo hiểm xã hội làm sao với cái tinh thần là linh hoạt hấp dẫn. Thế thì tạo cho cái người lao động họ gắn bó lâu dài với bảo hiểm xã hội. Và bên cạnh đó, bên cạnh sửa đổi pháp luật thì chúng ta vẫn phải tính đến là cái phương án tổ chức thực thi, như là tuyên truyền, như là tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra để là xử lý cái vi phạm, làm cho cái việc thực hiện các cái chính sách bảo hiểm xã hội nó tạo ra được một cái hình ảnh rất là thuận lợi, rất là tốt đẹp đối với người lao động, thì tạo ra niềm tin, tạo sự gắn bó của người lao động với cái các cái chính sách bảo hiểm xã hội và cả cái chính sách an sinh xã hội chung của chúng ta. Như vậy thì còn có rất nhiều giải pháp thì sẽ níu chân được người lao động, không để họ rời khỏi cái hệ thống an sinh xã hội nữa. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, với những gì ông Lê Đình Quảng phân tích có thể thấy là để hạn chế tình trạng lao động tự rời khỏi mạng lưới an sinh thì việc sửa đổi luật bảo hiểm xã hội tới đây là điều cần thiết. Và một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tham gia chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thông tin quảng cáo. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Viên xương khớp Khương Thảo Đan nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi xương khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Huyết áp tối đa dưới 90 mm thủy ngân,
huyết áp tối thiểu dưới 60mm thủy ngân nếu có thể đo. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lạ, trẻ quấy khóc, ly bì khó đánh thức, co giật. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. Không thể uống hoặc bú kém hoặc giảm ăn kém, nôn ở trẻ em. Trẻ có biểu hiện hội chứng viêm đa hệ thống, sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi dâu tây, ngón tay chân sưng phù, nổi hồng ban, vân vân. Mắc thêm bệnh cấp tính, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Bất kỳ tình trạng bất ổn nào của người nhiễm Covid-19 cần báo ngay cho cơ sở y tế. Kênh Văn hóa Xã hội VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng liên tục hơn 19 tiếng một ngày trên các tần số sau đây: vùng đồng bằng sông Hồng, vùng núi Tây Bắc, khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Đông Nam Bộ, tần số FM 96.5MHz, AM 549kHz và AM 783kHz. Khu vực Đông Bắc và Tây Nguyên, tần số FM 99.5MHz và AM 819kHz. Vùng núi Tây Bắc.